Chiều nay Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước trình bày báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch tài chính quốc gia và vay trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025 và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính Ngân sách. Đáng chú ý năm nay dự kiến vay và trả nợ chính phủ thấp hơn kế hoạch và dự toán theo Bộ trưởng Tài chính, năm nay Quốc hội phê chuẩn tổng mức vay chính phủ là 621.000 tỷ đồng, tổng trả nợ chính phủ là hơn 327.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự kiến năm 2023, cả vay và trả nợ chính phủ đều sẽ thấp hơn kế hoạch và dự toán. Các chỉ tiêu an toàn nợ từng năm giai đoạn 2021-2023 đảm bảo trong các mức trần và ngưỡng an toàn được Quốc hội phê duyệt. Nợ công được kiểm soát trong giới hạn an toàn đến cuối năm 2023 như sau

năm 2021. Thẩm tra báo cáo của Chính phủ, Ủy ban Tài chính Ngân sách chỉ ra một số vấn đề đáng chú ý. Vay để trả nợ gốc có xu hướng tăng. Tỷ lệ nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ thu ngân sách nhà nước năm 2024 đã tiệm cận mức trần theo nghị quyết của Quốc hội. Ngoài ra, báo cáo của Chính phủ chưa phân tích kỹ về hiệu quả sử dụng vốn vay, hiệu quả huy động vốn gắn với nhu cầu chi tiêu của ngân sách nhà nước sách nhà nước. Đề nghị chính phủ tiếp tục theo dõi, đánh giá và có giải pháp đối với một số vấn đề như là vay để trả nợ gốc có xu hướng tăng, tỷ lệ nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của chính phủ trên thu ngân sách nhà nước năm 2024 tăng khá lớn. Tình hình huy động trái phiếu chính phủ hàng năm cao trong khi tồn dư ngân sách nhà nước lớn từ số chuyển nguồn tăng thu ngân sách nhà nước năm 2021-2022. Từ đó xây dựng và triển khai các kế hoạch huy động sử dụng vốn vay tiết kiệm hiệu quả, chủ động cân đối ngân sách nhà nước, bảo đảm an toàn nợ công. Trong báo cáo gần đây nhất vào tháng 8 vừa qua, Ngân hàng Thế giới đã đánh giá nợ công và nợ được khu vực công bảo lãnh của Việt Nam vẫn ở mức bền vững, ổn định quanh khoảng 36% GDP trong năm 2023, trước khi giảm xuống khoảng 34,4% vào năm 2025. 25%